chị đi đâu về? Đi ra ngoài kia. Anh Gấu, anh đi đâu rồi đấy? Thì này, hôm nay định chôn ta đúng không? Đâu? Chôn gì đâu? Đây này, đâu ra đây? Nghe thở chưa anh? Nghe thở lắm anh cứ... Đây này, bán hết quần áo rồi! Anh không ra được. Anh không ra được đấy này, mệt. Chết luôn trong đấy. Mệt cho anh ra với. Trời ơi! Ây, nó đánh anh chìm trong trong tủ tủ quần áo rồi. Đưa đây. Nhanh. Nè, cầm cầm. Đưa đây, đưa đây. Ôi, mày khẩu gì đấy? Vuốt sáng. Ngang máy, ngang máy, ngang máy. Anh đi ra đây. Anh có ra không? Không ra. Không ra. Hết rồi mà. Để lướt. Bị hâm mà thôi. Anh xì mày mỗi một tí mà.
chưa? Đi làm đi. Ôi ngứa lắm luôn ý. Xong màn trôn nhá. Mình treo nó một tí thôi. Thật sự là chui trong tủ rất là lâu đấy. À thôi mọi người, hẹn mọi người các video tiếp theo nhá. Hẹn mọi người màn trôn tiếp theo nữa. À, chúc anh em buổi chiều vui vẻ nhá. Bye bye mọi người, rồi mấy hôm nữa tao lại trôn mày tiếp nữa. Thử xem rượu hồn đấy. Mày cứ đợi đấy.